Sau vài lần trì hoãn do dịch Covid, cuối tháng 5 vừa qua tại Hà Nội đã diễn ra đại hội thành lập Liên đoàn Võ thuật Tổng hợp Việt Nam VMMAF. Tại đại hội đã bầu ra ban chấp hành và chủ tịch là ông Ngô Đức Quỳnh, một doanh nhân có niềm đam mê võ thuật. Việc Liên đoàn Võ thuật Tổng hợp Việt Nam VMMAF ra đời trong năm nay được đánh giá là cần thiết và rất phù hợp. Võ tổng hợp MMA đã và đang rất phát triển trong khu vực, châu lục cũng như thế giới. Những quốc gia cận kề chúng ta như Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia hay Philippines đều đã có liên đoàn MMA và tổ chức những giải đấu thành công. Riêng ở Việt Nam, đã có những câu lạc bộ và những người yêu thích hâm mộ MMA tham gia tập luyện được một thời gian khá dài. Đây là môn thể thao đối kháng, mang tính giải trí cao, hợp với xu thế phát triển của thế giới. Được biết, trong tháng 12 vừa qua, cũng đã diễn ra kỳ họp ban chấp hành VMMAF lần thứ 2. Và tại đây, lãnh đạo VMMAF cũng đã giới thiệu luật thi đấu võ thuật tổng hợp của Việt Nam dựa trên cơ sở luật quốc tế, cá nhân dư và chuyên nghiệp, cũng như tình hình đặc trưng của các môn võ thuật đối kháng tại Việt Nam với 2 phần, 7 chương và 30 điều hướng tới ban hành vào năm 2021. Ngoài ra, VMMAF đã tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể tới các ủy viên ban chấp hành, tới từng thành viên phụ trách các ban chức năng, ban chuyên môn, ban truyền thông đối ngoại, ban tài chính và vận động tài trợ, ban kiểm tra, ban pháp chế, khen thưởng kỷ luật. Tất cả nhằm sẵn sàng cho năm 2021, hứa hẹn sẽ phát triển mạnh mẽ phong trào tập luyện và tổ chức thi đấu võ thuật tổng hợp ở Việt Nam. Ngoài việc VMMAF ra đời, năm 2020 còn chứng kiến một loạt môn võ thuật giải đấu cấp quốc gia phát triển mạnh mẽ về quy mô, chất lượng giải đấu và đặc biệt là được truyền thông, các tổ chức xã hội đồng hành hỗ trợ hiệu quả. Có thể kể ra đây là giải Muay vô địch quốc gia ở Vĩnh Phúc và giải Kickboxing vô địch quốc gia tại Bình Định hồi tháng 10 vừa qua. Hai giải đấu này đều được Vietcontent Sport hỗ trợ quảng bá truyền thông về giải đấu trên các hạ tần số hiện đại, kể cả việc truyền hình trực tiếp ngày thi đấu chung kết trên hệ thống kênh thể thao VTV Cup. Ngoài ra, đơn vị tài trợ VMMAF còn trao tổng cộng 4 chiếc xe máy cho 4 vận động viên nam nữ xuất sắc nhất ở hai giải kể trên.